Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quang âm. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, không bằng sống một ngày có tuệ tu thiền định. Không có gì tồn tại mãi với thời gian, cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Có một phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, không dùng thuốc, sống thuận tự nhiên giúp phục hồi và chuyển hóa các bệnh mãn tính nan y. Đó là phương pháp thanh lọc thân tâm, chuyển hóa bệnh tật, chuyển hóa môi trường. Cha đẻ của phương pháp này không ai khác, đó chính là bác sĩ, dược sĩ, tiến sĩ y khoa, tu sĩ, thầy Thích Tâm Thành. Kết hợp kiến thức và kinh nghiệm trong cả ngành y và dược Tây Phương cũng như Đông Phương, đặc biệt trên nền tảng thiền học Phật giáo ứng dụng. Hơn 15 năm qua, thầy đã hướng dẫn rất nhiều các khóa tu học, các khóa thanh lọc thân tâm và hội thảo vòng quanh thế giới, không những cho người Việt hải ngoại mà còn cho người Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Tiệp Khắc, Úc Châu, đặc biệt là các khóa dành cho bà con quê hương Việt Nam thân yêu. Sau đây là những hình ảnh, những khoảnh khắc chân thật mà thầy Thích Tâm Thành cùng đội ngũ thiện nguyện viên chương trình thanh lọc thân tâm sản xuất ra thức ăn thực dược. Nước đỏ, nước vàng, rất khoa học và công phu. Không có gì tồn tại mãi với thời gian, cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Đến với khóa thanh lọc thân tâm, học viên sẽ được trải nghiệm với việc đưa dinh dưỡng vào cơ thể và lịch sinh hoạt được nghiên cứu khoa học dựa trên quy luật vận hành của vũ trụ. Giống như một căn nhà cần phải được dọn dẹp, cơ thể chúng ta cũng cần phải được vệ sinh, dọn rác từ bên trong. Căn nhà càng bụi bặm, ta càng phải dọn dẹp thường xuyên hơn. Cơ thể càng nhiều bệnh tật, ta càng cần phải thải ra những thứ độc hại là nguồn cơn gây bệnh. Nên việc uống nước sổ, làm sạch đường ruột và các cơ quan nội tạng để bắt đầu tiếp nhận nguồn dinh dưỡng mới, khoa học hơn là một điều vô cùng cần thiết. Các học viên tham gia khóa học sẽ được uống nước sổ vào thời khóa đầu tiên của ngày đầu tiên. Việc uống nước sổ này được xem là thành công khi mỗi học viên thải ra được ngoài bằng đường đại tiện từ 3 cho đến 4 lần. Các bữa sáng, trưa, chiều của người tham gia khóa thanh lọc là được chế biến từ rất nhiều loại rau, củ, quả. Dựa vào thông tin bệnh lý mà học viên cung cấp khi tham gia khóa thanh lọc mà ban tổ chức điều chỉnh lượng nguyên liệu nhiều hay ít giữa mỗi người khác nhau để có thể tác động tối ưu trong việc điều chỉnh sức khỏe của từng người. Rộng trái tim yêu thương tất cả mọi người, mở rộng trái tim để bao dung mọi loài. Cuộc đời rất mong manh, cõi tạm kiếp nhân sinh, ai ơi hãy nhớ trái tim luôn rộng mở. Học viên khi đến với khóa thanh lọc thân tâm sẽ được hướng dẫn các vận động để thiết lập lại trật tự cân bằng đối xứng, giúp cân bằng lưu thông khí huyết trong cơ thể và kích hoạt nội tạng hỗ trợ cho việc thải độc ra ngoài. Yeah.
Thở ra xuống 1 2 3 4 Thư giãn là nằm ra cho thư giãn. Soi sáng là dùng ý thức nhận biết của mình để chiếu rọi toàn thân mình, từ đầu xuống chân, từ da vào trong nội tạng, để biết cơ thể hỏng hóc, sai trái, từ đâu mà điều chỉnh. Việc này chính là trị liệu. Đối tượng tham gia khóa thanh lọc thân tâm là những người có ý thức hợp tác và tuân thủ các nguyên tắc để việc thực tập có kết quả tối đa. Đã phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ buồn vui, thèm ăn, mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, cho đến cảm xúc vỡ òa chiến thắng bản thân khi cơ thể an yên, nhẹ bẫng. Mong rằng khóa thanh lọc thân tâm sẽ lan tỏa thật rộng rãi để nhiều người biết đến một phương pháp chăm sóc và nuôi dưỡng sức khỏe đầy khoa học, hiệu quả cho cơ thể khỏe mạnh, trí sáng, tâm an. Phương pháp thanh lọc thân tâm, chủ động chăm sóc sức khỏe, sống thuần tự nhiên. Thầy trao truyền vô cùng khoa học và giá trị, giúp chúng con giác ngộ và tỉnh thức, ứng dụng một cách chuyên cần và chánh niệm, hưởng an vui, hạnh phúc ngay từng phút giây của hiện tại, bây giờ và ở đây. Sống này chúng con vô cùng biết ơn thầy. Hãy thương yêu nhau dù đời gian khó, hãy yêu nhau đi vì đời sống rất mong manh. Trái tim yêu thương xây dựng cuộc sống, tình yêu thương đong đầy sẽ làm mới cuộc đời. Hãy thương yêu nhau dù đời gian dối, hãy yêu nhau đi dù người vẫn tham sân si. Trái tim yêu thương tràn đầy ánh sáng, làm cho trí tuệ sẽ lớn lên dần. Thanh lọc thân tâm, sức khỏe tâm an chỉ sáng.
thanh lọc thân tâm, thân khỏe tâm thanh chỉ sáng. Mặt đất sẽ cho ta những ngày vui mới. Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời.